mọi người, chào mừng mọi người đến với kênh YouTube của Hana Giang Anh. Ngày hôm nay Na quyết định là bắt đầu một cái chuỗi series mới, đấy là các bài tập dành cho mẹ sau sinh. Na đã sinh em bé rồi và em bé của Na thì hiện tại đã 5 tuổi. Thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng vậy các mẹ ạ. Và Na vẫn nhớ những cái ngày đầu tiên khi mà mình sinh em bé xong. Và trong vòng một tháng đầu tiên thì đấy chính là cái thời điểm mà mình cảm thấy rất là bức bối. Và cơ thể của mình xuống cấp rất là nhiều và sức khỏe của mình nó cũng đi xuống nữa. Và bây giờ thì Na cũng nhận được rất nhiều những cái câu hỏi, những cái tin nhắn, inbox của mọi người để tâm sự về cái chuyện là sau sinh và sức khỏe sau sinh nữa. Nên Na quyết định làm một cái series này để có thể đồng hành cùng các mẹ sau sinh. Na sẽ đồng hành cùng mọi người với những cái bài tập để mọi người có thể cải thiện vóc dáng, cải thiện sức khỏe. Và trong cái bài tập này thì Na sẽ tâm sự trò chuyện cùng mọi người để mọi người có thể xả stress. Nào bây giờ chúng ta sẽ cùng bắt đầu ngay nhé. Nào bây giờ chúng ta sẽ cùng bắt đầu vào bài tập nhé. Đầu tiên các mẹ hãy ngồi lên trên cái thảm này. Mọi người có thể đi giày hoặc là không đi giày và hoàn toàn có thể mặc đồ ngủ ở nhà. Tranh thủ vào lúc mà em bé đang ngủ ấy thì các mẹ bật cái video này lên luôn. Vì bài tập ngày hôm nay sẽ chỉ kéo dài 10 phút mà thôi. Đây là video dành cho tuần đầu tiên nhé. Thế nên là những cái động tác nó sẽ rất là đơn giản và chủ yếu sẽ làm cho mọi người có thể tăng độ dẻo dai cũng như là làm xe khít và tập lại cho nhóm cơ sàn chậu. Thì đầu tiên là mọi người hãy kéo cái phần gót chân vào sát mông, có thể đi giày hoặc là đi đất cũng được. Ngồi thẳng lưng các bạn, hoàn toàn có thể xõa tóc và chọn cho mình cái gì mà nó thoải mái nhất thôi. Không cần phải quan tâm đến người khác đang nhìn gì vào mình nhá. Bây giờ hãy từ từ hít vào nào, hít vào. Rồi thở ra, dài hơi thở ra, kéo dài hơi thở ra để chúng ta có thể hạ cái tâm trạng của mình xuống, calm down, bình tĩnh hơn. Hít vào, sâu vào, sau đó chưa, bây giờ mới thở ra và lặp lại 5 lần như thế nữa nhé. Hít vào, thở ra, hít vào, thở ra, hít vào bằng mũi, chậm, thở ra bằng miệng. Hai lần nữa, hít vào bằng mũi, thở ra bằng miệng. Và một lần cuối cùng nào, hít vào bằng mũi, thở ra bằng miệng. Rồi, bây giờ các mẹ hãy duỗi một chân sang ngang. Đúng rồi, chúng ta sẽ kéo căng phần cơ hông, phần hip. Kéo một gót chân vào sát hông của mình. Rồi, mọi người hãy duỗi thẳng cái chân này ra nhé. Ngồi thẳng lưng lên nào, vươn cao người lên. Nếu ai không ngồi thẳng lưng được, hãy đặt tay ở phía đằng sau, vươn cao người lên. Lúc này nếu là mẹ sinh thường hay mẹ sinh mổ, nếu như mà mọi người sinh thường thì sau khoảng từ 6 đến 7 ngày là mọi người đã có thể lành cái vết mổ rồi. Như mình chẳng hạn thì thực ra thì mình chỉ mất có 6 tiếng thôi. Sau đó là mình đã có thể đi lại bình thường và có thể đi tiểu được bình thường và mình không hề cảm thấy đau ở vùng vết mổ. Nhưng mọi người hãy nhớ rằng là cái mức độ, ở cái vết khâu chứ, vì mình sinh thường mà. Nhưng mọi người hãy nhớ rằng là cái mức độ hồi phục của mỗi người sẽ khác nhau nhá. Ví dụ như mình chẳng hạn mà mình cảm thấy là mình cảm thấy nó đã lành rồi, mình có thể đi lại được bình thường và đi tiểu được bình thường mà không cảm thấy đau thì mình có thể là bắt đầu bài tập này luôn rồi. Vì bài tập này là nó chỉ tập cho chúng ta hít thở này, thẳng lưng để cho đỡ bị đau lưng và giãn cơ thôi. Tập thêm một chút cái phần cơ sàn chậu đó. Còn nếu mà mẹ nào mà sinh mổ thì hãy có thể là bỏ qua 4 cái bài tập trong tuần đầu tiên. Hoặc là nếu bao giờ mà cái vết mổ này lành thì chúng ta bắt đầu tập lại từ cái tuần đầu tiên này cũng được nhá. Miễn sao là cái vết mổ, vết khâu của chúng ta, vết khâu ở dưới hay vết khâu ở phần bụng, nó đều lành và nó không cảm thấy tức. Mọi người có thể sinh hoạt đi lại và đi vệ sinh bình thường thì là ok, có thể bắt đầu bài tập này. Nào, hít vào, đưa hai tay lên cao, kéo tay cao lên trần nhà. Thở ra, mọi người nghiêng người sang bên trái, hướng lồng ngực lên trần nhà, hít vào, thở ra, nghiêng sang bên trái. Đúng rồi, hít vào. Khi thở ra mọi người hãy thở bằng miệng này. Thở bằng miệng, siết cơ bụng lại, đẩy rốn vào phía trong. Hít vào và thở ra. Thêm hai lần nữa, hít vào và thở ra. Và một lần cuối cùng, hít vào và thở ra. Hãy nhớ vai để xa tai, được rồi, giữ ở đây, hít vào, thở ra, đặt tay trái lên trên đầu gối phải, vặn lồng ngực về đằng sau. Chúng ta đang vặn phần cột sống này. Ngồi thẳng lưng lên nhá.
Khi mà lâu rồi mình mới vận động trở lại, sau một thời gian dài nằm ở trên giường để tĩnh dưỡng, để sinh em bé cũng như là cơ thể của mình nó hồi phục trở lại, thì lúc này mọi người sẽ cảm thấy cơ thể nó rất là nặng nề, nó chuyện bình thường. Chúng ta hãy đổi chân nào. Đấy, bây giờ hãy duỗi thẳng chân ra, cảm thấy cái phần cơ háng này này nó căng ra thì rất là tốt. Hít vào nào, đưa hai tay lên cao, thở ra, siết cơ bụng này. Các bạn đẩy rốn vào phía trong, siết cơ bụng lại giống như có cái gì bó chặt bụng của mình lại ấy. Mở lồng ngực lên chật chà, hít vào và thở ra. 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 Nhớ khi thở ra và siết bụng nhé. Mọi người phải tập cho cái cơ bụng nó dần dần nó quay trở về ban đầu. Thở. Hai lần cuối cùng. Hít và thở. Một lần cuối cùng. Hít và thở. Bài tập này các bạn cũng hoàn toàn có thể ngồi được ở trên giường để tập nhé. Cứ chọn cái gì nó thoải mái nhất thì thôi. Rồi, bây giờ mọi người hãy thu chân về. Mọi người có thể ngồi kéo phần gót chân vào sát phần hông, hoặc có thể ngồi vắt chéo chân như thế này. Tùy, miễn sao mọi người cảm thấy thoải mái và có thể ngồi thẳng lưng được này. Hai tay các bạn đặt ở phần trên của đầu gối, vai xa tai. Hít sâu vào mũi, thở ra các bạn xoay nhẹ đầu từ bên phải về sau, sang trái, về trước. Hít vào và thở ra, xoay hai lần nữa. Hít, thở, giữ thẳng cuộc sống nhé, người không di chuyển. Hít vào và đổi bên, thở. Rồi, đặt tay ở phía dưới này, hít và thở ra. Rút vai lên trên cao, hít vào, ấn vai xuống thật là sâu để kéo dài cái cổ ra. Nhớ phải ngồi thẳng lưng trong tư thế này. Hít và thở, đầu giữ nguyên. Hít và thở. Hít và thở. Mình đang tập cho cái phần bả vai. Hít và thở. Lúc thở ra nhớ siết cơ bụng lại. Thở ra này. Đẩy rốn về phía đằng sau. Hai lần nữa. Và một lần nữa. Rồi. Bây giờ mọi người đưa hai tay đặt lên trên đầu gối, hoặc là đặt dưới đất cũng được, tùy. Chúng ta sẽ tập cho phần cơ sàn chậu một tí nhé. Bây giờ hãy tưởng tượng cái phần cơ sàn chậu của chúng ta nó nằm ở phía dưới cùng. Nó là cái phần cơ mà nó sẽ đỡ cho toàn bộ những cái nội tạng của mình, đúng không? Ở đáy sàn chậu đấy. Rồi, bây giờ cái phần cơ đấy, khi mà em bé mà đi ra ngoài bằng cái đường đấy, có nghĩa là chúng ta sinh thường, thì phần cơ này của chúng ta nó sẽ bị rách ra. Và các bạn, hiện tại thì nó đang là một vết thương, đúng không? Các bạn khi mà nó đã hồi phục, đã lành rồi và các bạn cắt chỉ rồi, thì các bạn hãy bắt đầu tập cái bài tập Kegel này, bắt đầu từ lúc cắt chỉ nhá. Các bạn hãy tự tưởng tượng, tự cảm nhận nhá. Nếu như mà tập mà bị đau thì các bạn hãy bỏ qua cái động tác này nhá. Nào, hít vào, thở ra, các bạn từ từ, các bạn giống như là mình đang nhịn tiểu, nâng cái phần cơ sàn chậu lên trên cao. Hít vào, các bạn lại thả ra, cảm giác mình hạ nó xuống, mở ra hết cỡ. Thở ra này, các bạn thở ra này. Giống như mình nhịn tiểu, mình rút cái phần cơ đấy lên trên cao, rút về hướng rốn vào bụng của mình. Sau đó thở ra lại hạ xuống, mở phần cơ sàn chậu ra. Hít vào, các bạn lại rút lên cao, rút lên, giữ chặt ở phía trên. Và thở ra lại hạ xuống. Các bạn có thể nhắm mắt lại để cảm nhận cho thật tốt, và đừng đảo mắt lung tung, nhắm mắt lại cảm nhận vùng cơ sàn chậu của mình. Nào, làm 4 lần như thế nữa. 4 lần. Rút cơ sàn chậu lên cao, giữ chặt ở trên và hạ xuống. Thở ra. Đúng rồi, lặp lại là hít vào. Thở ra, giữ ở phía trên và hít vào, hạ xuống. Hai lần nữa, hãy tưởng tượng phần cơ sàn chậu nâng lên cao và giữ ở phía trên. Sau đó lại hạ xuống. Và một lần cuối cùng là các bạn rút lên, rút lên, giữ ở phía trên. Và các bạn hạ xuống. Lần này các bạn hãy làm nhanh hơn theo nhịp của Hana nhé. Nào, 8 lần lên nhanh, bắt đầu. 8, rút lên và hạ. 7 và hạ. 6 và hạ. 5 và hạ. 4 và hạ. 3
rút chặt lên giữ ở trên nào. 2 và 1. Tốt, bây giờ các bạn lên và giữ ở trên 3 nhịp. 3, 2, 1 và hạ xuống. Lặp lại nào, 4 lần nữa. 3, 2, 1 và hạ xuống. 3 lần nữa, giữ 3, giữ ở trên. 2, 1 và hạ xuống. Thêm 2 lần nữa, giữ ở trên này. 3, 2, 1 và một lần cuối cùng phải thật tập trung, giữ nào. 3, 2, 1, tốt. Bây giờ mình lên và mình giữ 8 nhịp. 8, 7, 6, 5, 4, 3, giữ chặt nào. 2 và 1, rồi các bạn hạ xuống, rất là tốt luôn. Bây giờ chúng ta sẽ chuyển qua bài tập đứng nhé. Tiếp theo là 10 phút cho bài tập đứng nhé. Mọi người hãy đưa tay lên này. Ngay từ tuần tập đầu tiên thì chúng ta sẽ không squat, không lunge, không làm những cái động tác mà khiến các bạn phải bước rộng chân ra như thế này. Nó sẽ làm cho các bạn cảm thấy khó chịu đúng không? Các bạn hãy đưa tay lên cao này. Khi các bạn thở ra, các bạn tập siết cơ bụng này, hít vào này. Hai chân mở rộng bằng hông, thở ra, hà hơi, kéo xương sườn vào trong này. Đẩy rốn vào phía trong. Lặp lại, hít vào, mở xương sườn sang hai bên. Bài tập này nó sẽ giúp cho các bạn tập và làm lành lại cái vùng cơ rectus, cái cơ dọc bụng mà nó đã bị phá ra và bị giãn khi mà chúng ta mang bầu suốt 9 tháng. Hít vào, thở ra hà hơi này, kéo xương sườn vào trong và đẩy rốn về phía cột sống, cảm giác bụng bé nhất. Nào 8 lần, các bạn có thể đặt tay ôm cái xương sườn để cảm nhận hoặc đưa tay lên cao để cái bụng của mình bé lại để nhìn rõ xương sườn hơn nhé. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 và 1. Tiếp tục hít, thở ra, đặt tay chạm vào đầu gối, hít và thở, hít và thở, thở ra, kéo xương sườn vào trong, hít và thở. Khi mà thở nhiều thì nhiều bạn sẽ bị chóng mặt, thì đấy là do mà chúng ta nghỉ tập thể dục lâu quá nên là cái tim mạch của chúng ta bị kém đi. Các bạn cứ tập chậm 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 như na thôi nhá. Tập trung vào hơi thở, mỗi một lần thở ra mình siết cơ bụng lại, hít và thở, hít và thở, hít và thở, hít và thở. Tiếp tục nào, hít và khi mà co chân lên thì hãy làm như nào để cái phần lưng của mình thẳng, người của mình không được gập xuống. Nếu mà gập này là sai rồi, chúng mình sẽ bị cuộn cái phần lưng. Mình đang tập cơ bụng mà khi chúng ta gồng cơ bụng thì lưng của chúng mình sẽ thẳng. Thế nên các bạn hãy nhớ là làm thế nào để giữ cho lưng thẳng khi chúng ta co chân lên này. Lưng thẳng, thở ra, siết cơ bụng lại. Tiếp. Và tiếp. 4 lần nữa. 3, 2 và 1. Mình làm nhanh 16 lần. 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Tiến về phía trước này. 4, 3, 2, 1. Lùi về sau này. 4, 3, 2. Duỗi thẳng tay lên mọi người ơi, tiến lên. 4, 3, 2, 1. Các bạn làm càng nhanh càng tốt thì nó sẽ giúp tập cho cả hệ tim mạch. Khi mà lâu rồi mình mới tập thì các bạn rất là dễ bị chóng mặt, nên Na sẽ không bắt các bạn thực hiện những cái bài tập tim làm cho các bạn có tim đập siêu nhanh, mà chúng ta sẽ làm những cái bài mà cường độ thấp như này, low impact. Hay duỗi thẳng tay lên, thở ra mỗi lần mà mình chạm tay vào đầu gối nhá. Thở ra này, kiểm tra lại xem bụng và lưng của mình có đang thẳng không các bạn. Giữ thẳng lưng lên và cái tay ở trên đầu chúng ta phải duỗi thẳng ra để cho chúng ta mệt hơn nhá. Tiếp tục, tiếp tục, tiếp tục. 4, 3, 2, 1. Tiến lên. 4, 3, 2, 1. Lùi. 4, 3, 2, 1. Và lên. 4, 3, 2. Lần thêm 4 lần nữa nhá. 4, 3, 2. Nhanh lên các mẹ ơi. 4, 3, 2. Trong lúc tập mình hãy siết cơ sàn chậu, nâng cơ sàn chậu lên cao và giữ cơ sàn chậu ở phía trên để mình tập cho cơ sàn chậu của chúng ta. Đấy, tiếp tục, tiếp tục. Đúng rồi, và
Một lần cuối cùng đúng không? Tiến lên và lùi 4, 3, 2, 1. Được rồi. Một chút như thế thôi mà cũng mệt. Rồi, nào. Ê, quên, hai chân mở rộng bằng hông á, chúng ta sẽ không mở rộng chân ra nhé. Các mẹ đưa tay lên trên cao, vươn người lên cao, kiễng chân lên, hít vào, thở ra, vứt tay về đằng sau. Hít, vươn cao, thở, vứt tay. Hãy nhớ khi mình ngồi xuống thì lưng của mình phải tạo thành một đường thẳng, không được gù lưng như thế này. Nào, hít, kiễng chân lên, thở ra. Hít, thở, hít, thở, hít sâu vào mọi người, hít sâu vào để cảm thấy sảng khoái. Thở ra, tiếp, hít và thở. Hít và thở. Hít và thở. Hít và thở. 4 lần nữa. 4, 3, trọng tâm dồn vào gót chân nhá. 2 và 1. Rồi, kiễng cao lên. Kiễng lên, rồi các mẹ di chuyển ở đây. Bài tập nhẹ nhàng cho vùng bắp chân. Các mẹ hãy siết chặt mông lại giống mình này. Đây nhá, kiễng cao chân lên, siết mông lại. Hai chân duỗi thẳng, bàn chân song song với nhau và gót chân hướng vào nhau. Mình đi, mình di chuyển khắp nhà. Nào, đi, di chuyển khắp nhà. Di chuyển, di chuyển, di chuyển nha. Mọi người sẽ thấy là chúng ta đang tập cho phần bả vai, tập cho phần bắp chân. Tuy nó rất là nhẹ thôi, nhưng mà nó sẽ làm cho mọi người tim đập nhanh đúng không? Thở đúng không? Hãy siết chặt cơ bụng lại, nâng cao cái phần cơ sàn trọng của mình lên. Trong lúc mà mình di chuyển và tập những cái động tác này, mình vẫn đang tiếp tục hóc mông lại và rút cơ sàn trọng lên này. Tiếp tục này, 16 giây nữa. Giữ nguyên, vươn cao người. Đúng rồi, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Được rồi, ok, mỏi bắp chân không? Lâu rồi không tập nên mọi người sẽ hơi mỏi bắp chân một chút. Bây giờ chúng ta sẽ vào bài tập kéo giãn nhé. Nào, mọi người hãy làm giống mình nhé. Dùng một tay cầm lấy phần ngón chân và mình ép gót chân vào sát mông của mình, duỗi căng cơ đùi trước. Hít sâu và đưa tay lên, thở ra và hạ tay xuống. Sau đó chúng ta đổi chân. Nào, dùng tay nắm lấy phần mũi chân, ép hai đầu gối vào nhau, hóc mông lại, đứng thẳng lên. Hít vào và thở ra. Đúng rồi, thêm một chút nữa thôi nào. Hai chân mở rộng bằng hông này. Hít vào, các bạn mở tay, căng lồng ngực, căng lồng ngực ra hết cỡ và tay kéo về phía đằng sau. Thở ra, các bạn ôm về phía đằng trước, vòng tay qua phần lưng và cố gắng chạm hai cái ngón tay vào nhau ở phía đằng sau. Và mình lại hít vào mở ra này. Hít vào và thở ra. Trong một hơi thở đấy nhá. Hít vào, một hơi thở, hít vào và một lần thở ra. Thêm hai lần nữa, hít. Nhớ luôn luôn siết bụng, luôn luôn rút phần cơ sàn trọng lên trên. Và một lần cuối cùng, hít và thở. Rồi, yes. Bài tập ngày hôm nay đến đây là kết thúc rồi. Cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi và tập theo. Na biết là sau sinh thì ai cũng rất là muốn tập luyện, nhưng mà không ai biết là nên tập thế nào cho đúng. Thật ra chúng ta nên tập luyện ngay cả khi mà chúng ta đang mang bầu và khi sau sinh nữa. Và nên tập càng sớm càng tốt. Có rất nhiều bác sĩ nói rằng là chúng ta nên tập bắt đầu từ tuần thứ 6 sau khi sinh để cảm thấy an toàn hơn. Nhưng mà thật ra đấy là các bạn có biết rằng là tập thì nó có rất nhiều các thể loại cường độ khác nhau. Và bác sĩ nói chung chung như thế để đảm bảo rằng là các bạn không vận động mạnh và không làm ảnh hưởng đến sức khỏe tổng quát của các bạn. Chứ còn nếu như mà các bạn tập ngay từ tuần đầu tiên như thế này này, những cái bài tập này các bạn thấy không, nó không có gì cả. Nhưng mà nó sẽ giúp cho các bạn vận động, di chuyển, giúp cho các bạn có cái trái tim nó sẽ đập nhanh hơn. Ban nãy tập các bạn thấy tim đập nhanh đúng không? Và thở hổn hển và hơi lấm tấm mồ hôi một tí. Thì đấy, chúng ta phải bắt đầu gọi là rèn luyện lại cái quả tim của mình ngay từ những cái ngày đầu tiên như thế, để tránh là chúng mình nghỉ lâu quá xong chúng mình cứ bảo là bác sĩ không cho tập, không được tập. Thì các bạn không tập ý, thì các bạn thực ra các bạn nghỉ càng lâu thì cái sự hồi phục các bạn nó cũng sẽ càng chậm. Cơ thể các bạn nó càng yếu thì các bạn hồi phục càng chậm. Và hồi phục càng chậm thì dáng của chúng mình nó sẽ càng lâu, lâu ngày nó sẽ về lại như thời con gái á. Đấy, nếu các bạn có bất kỳ một cái thắc mắc gì, hoặc là khi tập mà các bạn gặp phải một cái triệu chứng gì, các bạn có thể liên hệ đến bác sĩ. Hoặc ngoài ra các bạn có thể comment ở dưới này để mình có thể tư vấn các bạn xem là cái đấy nó có bình thường hay không. Hoặc là mình sẽ bảo các bạn là đi khám để kiểm tra.
Mỗi một tuần thì chúng ta sẽ tập một bài tập như thế này, và các bạn hãy bật nó hàng ngày. Sau đó đến tuần thứ 2 thì các bạn lại tập bài của tuần thứ 2 nhé. Hẹn gặp lại mọi người vào tuần sau. Bye.